Lệ Quyên là một trong những nghệ sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân nhất nhì trong mùa dịch. Dù chỉ ở yên trong nhà để chấp hành chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19 nhưng Lệ Quyên liên tục đăng ảnh mới dù chỉ là ảnh selfie của bản thân. Tuy nhiên mới đây, khi nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái, so đít kèm theo ảnh minh họa như thường lệ, Phan bỗng nhận ra điểm bất thường. Lệ Quyên chia sẻ câu triết lý, với người cứng nhắc hay nguyên tắc nhất thì bất cứ quyết định và quan điểm nào đều có thể thay đổi. Có điều, ai là người sẽ thay đổi được bạn? Và quan trọng là người ấy phải xứng đáng. Tuy nhiên, fan của nữ ca sĩ lại nhắc nhở cô ở cài khuy quần vào. Lệ quyên khiến người ta phải phân vân không biết cô cố tình hay đã quên đóng chiếc cúc trên cùng. Bởi lẽ nhìn chiếc quần khá trật so với vòng eo của giọng ca, tình lỡ, nên khi ngồi gặp thế này, chỉ có cách thả cúc thì mới có thể dễ thở hơn tuy nhiên trên bỏ quên cút quần cũng là một trào lưu từng làm mưa làm gió vì biết cách đây không lâu từ hà hồ bảo anh đều phanh quần một cách tự tin tuy nhiên đặc điểm chung của chi pu hay các mỹ nhân dám thử phong cách táo bạo này đều là sự bạo dạng trong dáng poser vũ khắc tiệp thậm chí còn mặc quần hai layer để trông đỡ phản cảm dù trông cũng không thật sự đẹp mắt cho lắm hani esip từng thực sự quên cài khuy quần và bị nét ném đá không ngớt Phan cho rằng đây có thể là một hành động cố ý, nhằm gây sự chú ý, hầu hết đều cho rằng dù quên thì là vô tâm còn cố ý thì quá vô duyên đối với một người của công chúng. Bu Theo Việt Nam Nét